anh chia sẻ cách học cách làm việc đó, cách cách học cách làm việc mà không biết mệt gì. Em thấy anh làm rất nhiều dự án mà sao anh vẫn hoàn thành tốt được công việc. Ok, có ba vấn đề mình sẽ chia sẻ với các bạn trong cái clip này. Thứ nhất là nói về vấn đề ngủ đó. Thứ nhất là cái đây là cái kiến thức mà mình học được ở trên web 5 ngày đó, tức là các bạn sẽ ngủ theo cái thời gian, tức là nó khoảng tầm 90 phút đó, cho một giấc ngủ ban đêm nó nhân lên mấy lần như vậy. Ví dụ như các bạn có thể ít bằng cách các bạn ngủ 3 lần thì 90 phút, tức là 1 tiếng rưỡi nhân 3 là khoảng tầm 4 tiếng rưỡi đó. Thì như thế là nó khá là khó. Cái này các bạn có thể xem thêm trên clip trên YouTube nha. Ngoài ra thì mình hay có những giấc ngủ ngắn, nó chỉ kéo dài 30 phút đêm một tiếng thôi. Tại vì những cái giấc ngủ ngắn này nó giúp cho cơ thể của bạn sạc lại năng lượng và nó phát triển, và sau đó mình cảm thấy rất là tỉnh táo, rất là phấn. Thay vì việc mình chuyển mình 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng là một ngày thì nó cảm giác nó chỉ là một những giấc ngủ rít thời gian mà nó không hiệu quả. Thứ hai đấy là phần ngủ. Phần thứ hai là phần ăn. Ăn thì mình sẽ tập trung ăn những thức ăn xanh, tức là những thức ăn mà nhiều rau, một số món đặc trưng mà nhiều chất dinh dưỡng như mình ăn hạt thịt luôn đấy, hay là mình ăn những cái trứng gì đấy, thì đấy là một vài cái món ăn chứ mình không phải theo trường phái là thiền hay là phụ thiền hay là đấy. Nhưng mà mình hạn chế ăn những sản phẩm đã qua chế biến, tại vì những sản phẩm đã qua chế biến thì nó có chất bảo quản mà mình không thích những sản phẩm đấy. Tất nhiên là có những sản phẩm bạn ăn được nhưng các bạn hãy xem thử là có chất bảo quản hay không. Cái thứ ba là mình học tập thì các bạn hãy cố gắng là thứ nhất là mình tập trung vào cái mong muốn tại một giai đoạn ngắn hạn nhất định của mình và cả một tương lai. Ví dụ cái việc ngắn hạn này là nó có tốt cho cái việc dài hạn của các bạn hay không đó. Và các bạn học chủ yếu bằng cách quan sát. Ngày xưa thay vì học bằng cách cứ đến thầy này kia thì bây giờ mình chuyển hướng sang mình chỉ học bằng cách quan sát cách người ta làm, cách người ta biểu thị, cách người ta trình bày tất cả mọi thứ người ta thể hiện ra như thế nào. Thì các bạn hãy quan sát thật kỹ, các bạn sẽ nhận thấy được vấn đề. Thầy không phải là chúng ta cấp sách để chúng ta học theo cái giáo trình mà người ta nói đâu, mình quan sát những cách đó thì rất nhiều và đúc kết được rất nhiều cái bạn. Thậm chí là đến những cái người thầy mặc dù là mình không chưa có kiến thức về những người thầy, mình vẫn có thể nắm được về cơ bản là thầy có những điểm mạnh và điểm yếu là gì, tại vì qua những cái bài post và những cái nội dung họ viết gần như nó sâu ra tương đương, thì mình các bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều qua cái việc là quan sát và sau đúc kết những gì đấy mà mình cho nó là đúng với mình nhận thấy.